Hello, xin chào bạn, chào mừng các bạn trở lại với Johnny Supercar Vlog. Hôm nay thì Johnny sẽ quay cho các bạn một chiếc Kia Seltos với cái màu sắc cực kỳ là cuốn hút và lạ mắt luôn. Không phải là cái màu trắng và cái màu cam mà trong buổi lễ ra mắt, mà đây là một chiếc Kia Seltos màu vàng chanh rất là ấn tượng luôn các bạn nhé. Đây, các bạn thể chiêm ngưỡng này, chiếc Seltos đang được bày ở bên ngoài với cái ngoại thất màu vàng chanh. Đây là phiên bản Luxury, động cơ 1.4 lít. Tăng áp công suất là 138 PS, khoảng 134 mã lực và mô men xoắn cực đại là 242 Nm. Hộp số là hộp số ly hợp kép 7 cấp. Mẫu xe này thì có phiên bản Luxury này thì có giá bán là 649 triệu đồng. Phiên bản tiêu chuẩn của nó là 589 triệu đồng. Phiên bản cao cấp Premium là có giá là 719 triệu đồng. Ngoài ra thì Seltos cũng có một cái phiên bản là dùng động cơ 1.6 lít hút khí tự nhiên, công suất 121 mã lực và giá thành của nó là 699 triệu đồng. Đây là mức giá ưu đãi thời điểm ra mắt, bởi vì Kia Seltos thời điểm này ra mắt, tuy nhiên đến tháng 9 năm nay thì mới được bàn giao, ngày 30 tháng 8 thì xe mới bắt đầu được sản xuất đại trà và được bàn giao. Như các bạn đã biết thì từ giờ đến hết năm 2020 thì phí trước bạ sẽ được ưu đãi là 50%. Thế nên với cái mức giá hấp dẫn như thế này cộng với ưu đãi 50% phí trước bạ thì các bạn chắc chắn sẽ có một mức giá để sở hữu chiếc này rất là hấp dẫn luôn. Giá vừa rẻ mà lại còn được ưu đãi 50% phí trước bạ. Đây, chiếc này với cái ngoại thất rất là ấn tượng luôn. Phiên bản Luxury thì cái đèn pha này, cái đèn pha nó sẽ sử dụng bóng bi các bạn nhá. Không phải là phiên bản Premium sẽ sử dụng bóng LED, full LED. Chiếc này thì sẽ sử dụng bi LED, không phải là cái dải LED to đùng ở đây. Và cái đèn định vị LED thì nó cũng được làm khác so với cái phiên bản Premium. Đây, cái đèn định vị LED nó đã chuyển lên đây, trong khi cái đèn bi LED to đùng thì nó sẽ nằm ở dưới đây. Trong khi cái chi tiết kim loại và với cái phong cách chrome ở đây thì nó vẫn xuất hiện đây nhá. Đó, đó kiểu kim cương đấy. Đấy. Nó có những cái nhấp nhô khá là đẹp. Đây, mình quay chi tiết cho các bạn. Đó, phiên bản này có giá 649 triệu đồng. Với một số điểm khác biệt, cái đèn gầm cũng chỉ là một cái bóng bi LED thôi, không phải là ba cái bóng liền ở đây như cái phiên bản Premium mà mình đã giới thiệu cho các bạn. Hốc cản trước và cái hốc hút gió trước thì vẫn tương tự thôi. Chiếc này thì đặc biệt nổi bật là có cái màu vàng chanh rất là ấn tượng luôn. Màu vàng chanh rất là nổi bật. Đó, các bạn thấy quan sát đèn đã khác so với phiên bản cao cấp nhất của nó. Bộ mâm thì là vẫn phong cách cũ, vẫn 17 inch, lốp 215/60. Tương tự như phiên bản Premium. Cụm đèn hậu cũng thế, cũng có cái giải đèn LED ở đây. Và chiếc này cũng được sơn hai tông màu, trên đen và dưới là vàng chanh. Đèn hậu thì vẫn sử dụng công nghệ LED, tương tự như phiên bản Premium. Vẫn là cái cản sau ống giả, có cái chụp giả ống xả thể thao, đối xứng hai bên. Đây, vẫn khá đẹp các bạn ạ. Mặc dù một số chi tiết đã được thay đổi so với phiên bản cao cấp nhất có giá là hơn 700 triệu. Tuy nhiên trông nó vẫn rất là ấn tượng. Chiếc này thì có giá 649 triệu các bạn nhé. Đây là phiên bản Luxury, tên là Luxury, 649 triệu đồng. Cũng có ở chiếc này thì đây, có hai cái dây trên mái này. Đó các bạn nhìn trông nó phong cách hơn. Có vây cá mập ở trên này. Đó. Trên nóc thì được sơn đen. Chiếc này thì không có cửa sổ trời, phiên bản Premium thì có cửa sổ trời, chiếc này thì không. Không gian chứa đồ của nó là 433 lít tiêu chuẩn. Các bạn cũng có thể gập hàng ghế thứ hai xuống để cho cái không gian nó rộng hơn, chứa được nhiều đồ hơn. Tuy nhiên khi đó thì các bạn sẽ đi ít người hơn. Đóng thì vẫn là đóng cơ. Chiếc này cũng có camera sau các bạn nhé. Đó, có camera sau. Đây là không gian hàng ghế thứ hai trên chiếc Seltos phiên bản là Luxury, 649 triệu. Rồi, cái da bọc cũng có đục lỗ thông hơi ở hàng ghế thứ hai này và được may với cái họa tiết trông khá là ấn tượng. Vẫn có cái tựa đây, vẫn có cái tựa tay ở giữa thích hợp hai khay để cốc. Da thì mình sờ có vẻ chất lượng không bằng cái phiên bản Premium. Đây nhìn vẫn rất là đẹp, vẫn là da, đây là da công nghiệp. Đây, không có cửa sổ trời. Trần có màu trắng, bọc vải nỉ.
Không gian sử dụng thì vẫn tương tự thôi, vẫn có cửa gió điều hòa cho hàng ghế thứ hai các bạn nhé. Vẫn có cửa gió điều hòa đây, vẫn có cổng sạc USB. Chiếc này thì được đặt ở ngoài thế nên hơi nóng, ngồi vào bên trong nóng lắm các bạn ạ. Trang bị thì cái màn hình nó khác so với cái màn hình trên bản Premium. Màn hình này là màn hình hình chữ nhật và nó làm được làm vuông hơn. Màn hình trên bản Premium thì nó làm trải dài và kích thước lớn hơn. Màn hình này kích thước chắc khoảng 8 inch, 8 đến 9 inch. Và những cái phím bấm như Home Navigator hay là Back Most Phone Set thì nó sẽ được đặt hai bên màn hình. Phiên bản Premium thì nó sẽ được đặt dọc ở đây. Vô lăng thì vẫn là vô lăng 3 chấu đáy vát bọc da. Đó, có logo Seltos ở dưới và tích hợp khá là nhiều phím chức năng. Ồ, chiếc này thì không có Cruise Control, không có Cruise Control các bạn ạ. Hơi đáng tiếc. Hàng ghế trước cũng được bọc da đục lỗ thông hơi và có những cái họa tiết rất là đẹp luôn. Phanh tay thì vẫn là phanh tay cơ. Đây, phanh tay cơ ở đây. Vẫn có nút Drive Traction, Drive and Traction. Có nghĩa là vẫn có 3 chế độ lái và 3 khả năng vận hành trên 3 địa hình khác nhau. Cần số thì phong cách hơi hướng của những chiếc xe sang. Phía dưới thì vẫn có những cái cần số ở đây. Vẫn có những cái sạc ở đây. Cái chất liệu nhựa ở đây trang trí với những cái họa tiết nhỏ nhỏ này khá là đẹp. Màng loa thì là loa tiêu chuẩn thôi. Phiên bản Premium thì và phiên bản này có lẽ là vẫn được trang bị 6 loa tiêu chuẩn với cái màng loa thiết kế dạng 3D, nhìn trông khá là thú vị. Đó, có nút Start Top Energy đây. Đó, đó là những cái cơ bản của phiên bản Luxury giá bán 649 triệu đồng mà mình muốn giới thiệu cho các bạn. Hơi nóng các bạn, vào bên trong và đang xe đang phơi bên ngoài nên hơi nóng. Các bạn đây mình sẽ quay một chút ở bên ngoài nữa cho các bạn chiêm ngưỡng này. Rồi, có lẽ mình sẽ kết thúc cái video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video mới nhất về siêu xe và xe sang. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhá. Màu vàng chanh rất là ấn tượng.